Chào mọi người, mình tên là Quách Thuận Hưng. Mình 22 tuổi, hiện tại mình vừa mới nhận được visa từ lãnh sự quán Mỹ. Mình vừa mới về tức thì đến ngay tới thẳng đến công ty để gặp chị tư vấn của mình để chia sẻ. Thì mình vừa mới tốt nghiệp trường đại học Hoa Sen. Mình thì cũng không biết gì nhiều đó, thì mình cũng chỉ lên đây tên Tân Đại Dương nhờ các anh chị làm hồ sơ giúp mình, rồi tham gia các lớp học của anh Khôi. Chị Ý và anh Khôi đưa ra mấy câu hỏi để cho mình chuẩn bị trước ở nhà. Mình tự dịch cho tiếng Anh rồi mình sẽ gửi cho chị Ý và anh Khôi để sửa. Rồi thì mình học đủ 25 câu. Rồi cái buổi cuối thì gặp anh Bảo Anh, thì ảnh tổng kết lại có 7 câu thôi. Thì mình học trong 7 câu đó thì đi phỏng vấn thì đúng ra 7 câu đó luôn. Thì kinh nghiệm của mình khi đi phỏng vấn là đến trước giờ phỏng vấn 25 phút. Mình xếp hàng vô trọng, mình lấy can đảm, tự tin, thì đừng có run cái gì hết á, cũng vô đúng, đừng có học bài lắm nhẩm trong miệng. Mình vô trọng, bữa nay mình vô phỏng vấn thì mình thấy nhiều người ở trọng nè, lúc mình đang để ngồi cầm tờ giấy A4 ngồi học thuộc lòng rồi nhẩm nhẩm trong miệng đọc như cái gì á, mình biết là người ta đang đọc mấy câu phỏng vấn này. Rồi lát người ta lên phỏng vấn thì mình cũng thấy người ta bữa nay rất là nhiều luôn, những người lớn tuổi như là chú bác ông bà đồ đi du lịch thì được, còn những người trẻ trẻ thì không. Cảm nhận của mình thì tất nhiên là chị tư vấn chị Ý của em thì rất là chu đáo. Chị lo từng cái hồ sơ của mình, cái gì thiếu, cái gì không tốt thì chị nói cho mình để mình che lấp đi, rồi còn cái nào tốt thì show ra cho lãnh sự quán coi. Rồi chị luôn nhắn tin trên Facebook thì hỏi han về tình hình học tập, rồi cung cấp hồ sơ cho chị để chị làm giúp càng nhanh càng tốt, có nếu mà có sai sót gì thì sửa. Rồi còn về anh Khôi ấy, thì anh Khôi thì người sửa bài cho mình nhiều nhất. Mình học với anh Khôi được khoảng một tháng, mà không, một tuần thì mình học có hai lần thôi, một tháng một tuần mình học có hai buổi thôi. Thì mình dịch cho tiếng Anh, rồi mình làm tiếng Việt, rồi đưa cho anh sửa. Anh sửa xong rồi anh kêu dịch cho tiếng Anh, mình dịch cho tiếng Anh, mình đưa cho anh, anh cũng sửa cho mình. Rồi anh tách tiếng Anh với mình, ảnh hỏi giống như là sư quán gì đó, ảnh hỏi mình những câu tiếng Anh rồi mình trả lời cũng như tiếng Anh thôi. Mình thực hành càng nhiều càng tốt, tức khi nào mà nhuần nhuyễn, không còn cảm thấy tự tin, không còn sợ khi nói tiếng Anh với người đối diện thì ok. Nếu mà mình chăm chỉ rồi nghe lời anh tư vấn và các chị tư vấn ở đây thì làm đúng theo những gì mấy chị mấy anh nói thì ok, mình sẽ đậu đi xa thôi. Mà quan trọng là phải tự tin. Rồi phải đặc biệt là phải bắt buộc phải nói chuyện tiếng Anh nha. Tại vì nói chuyện mấy bạn mà nói chuyện tiếng Việt khi đi phỏng vấn thì tỷ lệ đậu rất là thấp. Và điển hình như ví dụ mấy bữa hôm nay nào mình gặp ai mà phỏng vấn tiếng Việt đều bị gớp hết á. Chỉ có mình nói tiếng Anh thì ok, cho đậu rất là dễ. Chỉ có ba câu hỏi rồi, cho nên gán đặt tiếng Anh cho nhiều lên. Nói chuyện tự tin, rồi thoải mái, luôn cười, quan trọng là luôn cười. Rồi chăm chút ngoại hình chút xíu khi đi phỏng vấn là ok thôi.